thành phố Thượng Hải năm 1939. Sau khi các thế lực giang hồ tranh giành và tiêu diệt lẫn nhau, các bang hội lớn tại Thượng Hải lúc bấy giờ hầu như đã tan rã. Những tay anh chị khét tiếng trong giới giang hồ như Phùng Chính Nhiễu, Đinh Lực và Hứa Văn Cường cũng đã lần lượt qua đời hoặc mất tích. Nhưng tên tuổi của họ vẫn được lưu truyền và nhắc đến trong sự kính nể của cả hai giới hắc bạch lương đạo. Trong đó có cả tên Mười Khỉ, là một trùm xã hội đen đương thời đã thâu tóm hầu hết tất cả những sòng bài tại Thượng Hải. Mười Khỉ là một người rất trọng chữ tín và rất thích so tài trên ván bài với những ai nổi tiếng là đổ thật. Nhưng hầu hết những người này đều bị bại dưới tay của hắn, và sau đó thì bị hắn thủ tiêu. Tôi đâu có đâu. Tôi còn cái vali nữa. Cái này của tôi rồi nha. Ai mà biết, vô duyên. Mới tới Thượng Hải mà vất vali. Rồi, bắt đầu lắc nha. Ông Linh, ông nói gì vậy? Coi có tài hay xỉu? Hỏi tôi là được rồi. Là tài đó. Tài phải không? Tài. Đặt tài. Rồi, ông Linh đặt tài. Ông Linh đặt tài đó nha. Được chưa? Lấy tài đây nha. Ở quay. Giờ ông mặt anh nghi quá. Đổi cho tôi qua xỉu. Đổi qua xỉu. Rồi, ông Linh đổi qua xỉu. Được chưa? Lấy tay ra nha. Cười 4, 5, 6. Tài chung hết. Ăn cái xỉu của ông Đinh. Hồi nãy nghe tôi là được rồi. Nghe tôi đặt tài là trúng rồi. Rồi tiếp tục đi quý vị. Nè đi nè, lắc nha. Lắc nha. Tiếp tục vô 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 vô. Rồi, đặt đi bà con ơi, đặt đi bà con ơi. Ông Ninh, mời ông tiếp tục đặt ông Ninh. Ông nhìn cái gì đây?
Thôi coi tài hay xỉu. Kỳ này là xỉu. Xỉu phải không? Kỳ này là xỉu. Đặt hết vô xỉu. Rồi, ông nên đặt vô xỉu đó nha. Rồi chưa? Lấy tay ra nha, rồi chưa? Chuẩn bị. Tôi 3, 4, 5, 12 nốt. Tài. Tua hết tất cả. Ăn cái xỉu của ông Đinh. Ủa sao nãy anh nói với tôi là xỉu? Ông mới xỉu đó. Hết tiền chơi rồi phải không? Xỉu nữa nè. Xỉu. Tiến khách. Rồi, tiếp tục lắc chơi nha. Đặt vô rồi thôi. Ông Đinh thua hết tiền rồi. Đặt tiếp đi. Dậy mày! Dậy! Trả tiền! Tiền gì? Còn tiền gì nữa? À, tiền mướn hai anh làm cận vệ chứ gì? Nay xui quá đánh bài thua hết rồi không thấy sao? Thua hết! Ê! Áo mướn! Mướn gì đẹp vậy? Mướn quá đẹp chứ sao? Nắm hôi rách rồi sao tiền đâu nữa định? Không có tiền trả người ta mà đặt mướn hậu vệ. Sao biết không có tiền? Có tiền trả đi. 5 đồng đâu làm dữ hả? Rồi gì nữa đây? Có mướn mà mới xếp lại đàng hoàng mới trả cho người ta được chứ. Xong chưa? Rồi. Đánh đi. Đấy. Ây da, tôi nói rồi kìa. Đánh đâu đánh, đánh. Không đánh vô mắt cả. Ây da. Tôi nói rồi à. Mặt mũi để tôi làm ăn nha. Làm ăn á mày. Làm ăn á mày. Chuyện gì mà hiếp đáp người quá đáng vậy? Thiếu có 5 đồng làm gì dữ vậy? Nè, nằm đi. Đủ không? Còn anh lấy 10 đồng nè. Mua chục hộp gà. Tôi đâu có thích ăn hộp gà đâu. Mua hộp gà làm gì? Ai kêu anh ăn? Mua hộp gà gì lăn cái mặt đi. Như là quỷ gì đó. Khùng quá đi. Mày mới khùng á. 10 đồng này tôi vô tôi gỡ cho tụi. Dạ thưa ông Mùi, gọi tôi lên tới. Cho nó vô đi. Dạ thưa ông Mười. Hàng thưa ông Mười. Làm khá lắm. Khá lắm. Mày giỡn mặt với tao hả mày? Xuống hồ sơ của tao đâu? Dạ ở trong vali mà. Trong vali hả? Mở ra đi. Chết cha rồi. Em lý lộn cái vali này rồi. Ở trạm xe điện em có đụng một cái con nhỏ. Cái vali này là của nó. Vậy là mày tới số rồi. Ông Mười cho em cơ hội. Hột sòn của ông Mười sẽ không mắc đâu. Em hứa với ông Mười, em sẽ đem hột sòn của ông Mười đem trả lại cho ông Mười. Tao kỳ hạn cho mày 3 ngày. Nếu mày không đem được số hột sòn của tao trở về thì máu của mày sẽ nhuộm đỏ bãi Thượng Hải này. Cút đi.
Cưng vợ nè, thấy không? Rồi thấy ông thương vợ vậy tôi giới thiệu ông món hàng mới mới nhập từ bên Tây về nè. Đó, hộp lớn, vừa lớn mà vừa chiếu nữa, ông coi đi. À, cái này đẹp nè. Nhưng mà cô có cái nào nhiều hộp hơn không? Trời ơi, tưởng gì, nhiều hộp có đây nè, nguyên một dập một hàng hộ, không là hộp ông đi cả Thượng Hải ông kiếm chỉ có một cái này để tôi đeo cho ông coi nè. Hộp nào cũng chiếu cũng sáng dữ. Đẹp không? À, cái này đẹp quá. À, ông Trần, lâu quá mới gặp ông. Ông khỏe không? Ông Trần, tôi đã nói là cái chuyện này không liên quan tới tôi. Tại sao? Tại sao phải xử tôi như vậy? Ông Tiên là ác độc quá. Giả gì? Cái này giả. Ông lẽ thiệt. Này tôi mới mua tiệm Đông Dương á. Đông Dương hả? Ở đâu mới tới, không phải người Thượng Hải phải không? Ở đây ai không biết Đông Dương chuyên mua bắt hồ sơn giả. Mặt gì mà bị gạt rồi kìa. Nè, mua hồ sơn giả đó hả? Tiệm tôi thiếu gì? Hồ sơn giả đó. Cái này giả. Ông lẽ thiệt. Nè, ông thấy tinh viên nghe chưa? Mai mốt muốn mua hộp xoàn hả, tôi chỉ cho. Qua bên Tây Nam, kế bên Đông Dương mới là đồ tiệm. Cảm ơn nha. Tặng ba luôn. Nè, mai mốt muốn mua hộp xoàn giả đó là tôi bán cho. Rẻ lắm. Cảm ơn nha. Đẹp không? Chưa, chưa, chưa mày là chưa chưa xin đẹp không? À, cảm ơn. À, ông Trần! Ông Trần! Lâu quá không gặp ông! Ông khỏe không? À, à. Ông Trần! Ông Trần! Tôi đã nói rồi, cái chuyện nó không liên quan tới tôi. Tại sao? À, bà nó mày làm cái gì vậy? Tao đã nói là đừng có nổ súng mà! Lỡ rồi, chơi luôn tao! Vô, lấy hàng đi! Là súng, vô lấy hàng cho tao! Vô hốt hàng đi! Anh nhỏ này không được la nha! Đi nha, không được la! Hốt hàng, hốt hàng, để lên! Thôi, đủ rồi, đủ rồi! Đâu, chậu, chậu, chậu! Chậu lên, chậu lên! Yeah.
Gì vậy? Đi nữa. Theo tôi. Dân sao? Không cần, chui vô. Cửa anh khóa chắc chắn quá. Ngồi tự nhiên, ngồi tự nhiên. Cảm ơn, cảm ơn. Ý, có sao không vậy? À, không, không, tôi bị chảy máu gì nhiều lần rồi, quen rồi. Đó, anh làm sao mà bị được dữ vậy? À, tôi... Làm ăn làm ăn gì bị rượt? Ăn cướp. Được. Không phải mua đồ trả giá. Mua đồ trả giá sao bị rượt? Thì sáng tôi thấy tiệm nó không có bán gì cho ai hết trơn, tôi vô tôi hỏi cái sợi dây chuyền bao nhiêu tiền. Nó 1.000 đồng. Rồi trả nhiêu? 2 đồng. Rồi sao? Thì anh thấy rồi đó. Chạy chết luôn. Anh nè, tôi với anh vậy là huề nha. Gì huề? Tiền bữa anh cứu tôi lần, nay tôi cứu anh lần vậy huề. Giỡn huề. Tôi cứu anh lần đó tốn hết 15 đồng của tôi à. Còn anh cứu tôi lần này đâu có tốn được mạng nào đâu cha. Không ngờ con người của anh tính toán dữ vậy á. Tôi biết vậy nãy tôi để cho mấy sau đây nó chém anh luôn cái cho rồi á. Thôi tôi giỡn thôi mà. Giỡn huề. Nhà anh đây hả? Ừ. Nhìn sao không giống cái nhà vậy? Chứ giống cái gì? Chuồng heo. Không phải dân Thượng Hải phải không? Phải rồi. Nói thiệt với anh á, ở Thượng Hải mà kiếm được cái nhà vậy là giới thuận luôn mới có đó. Thượng Hải khó kiếm tiền dữ vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Thôi tôi nghe nói Thượng Hải thì dễ làm ăn lắm nè. Cho nên tính lên đây kiếm chút tiền về lo cho bà già đang bệnh nặng ở Bắc Kinh á. Ai ngờ đâu gặp khó khăn vậy. Không phải là khó khăn, thấy không, mà tại vì chưa có gặp thời thôi. Anh biết mà, ở trên Thượng Hải này muốn làm ăn á là phải có tên tuổi, phải quen tay to mặt lớn dữ lắm mới làm được. Anh biết Đinh Lực Thời máu nhuộm bãi Thượng Hải không? Biết chứ. Không lãnh giang hồ với Thượng Hải thời đó mà. Làm gì? Nhắc tới cái tự nhiên tôi nổi máu anh hùng. Tôi là con của ổng nè. Kỷ. Con Đinh Lực. Ổng tên chứ gì? Anh nghĩ là tại sao con Đinh Lực mà nghèo quá phải không? Không phải, ý tôi nói là nghèo quá. Mà tôi nói con Đinh Lực gì mà xấu quá vậy chứ. Con nuôi, nó phải con ruột đâu cha nội. Con nuôi. Nhưng mà đừng có coi thường nha. Tôi nói thiệt á, cái tên Đinh Lục của tôi á, bước ra đường nhiều người nể mặt lắm à. Cái giới mà tai to mặt lớn ở đây á, trong giới giang hồ tôi quen biết nhiều lắm. Mai mốt tôi giới thiệu cho anh làm ăn. Ủa mà anh tên gì vậy? Tôi hả? Họ Hứa, tên Lèo. Hứa Lèo? Phải rồi. Trời ơi, lên Thượng Hải mà lấy tên Hứa Lèo rồi sao làm ăn? Tôi đề nghị anh đổi tên đi. Nhưng muốn đổi tên gì? Anh họ Hứa đến từ Bắc Kinh phải không? Dạ. Yeah. Giờ tôi đề nghị như vậy, cái thân phận anh giống Hứa Văn Cường ngày xưa. Giờ anh lấy Hứa Văn Cường, con nuôi của Hứa Văn Cường đi. Hứa Văn Cường? À. Con nuôi của Hứa Văn Cường? Ừ. Hay quá. Ủa nhưng mà ông Hứa Văn Cường, ông nhận tôi làm con nuôi không? Ông chết lâu rồi cha nội ơi. Vậy rồi sao ông nhận tôi làm con nuôi được? Trời ơi, ngu quá. Đâu có cần ông nhận anh làm con nuôi. À, anh nhận ông làm ba nuôi là được rồi. hay. Ủa, nói vậy anh tôi cũng vậy thôi đó mà. Thôi vậy đi. Sao? À, tôi đề nghị tôi với anh kết nghĩa anh em. Kết nghĩa anh em. Phải không? Kể từ giờ phút này, có phước cùng hưởng. Có phước cùng hưởng. Có quả anh chịu. Có quả tôi. À, cùng chịu. Cùng chịu luôn. Ê, trời ơi, gì vậy cha nội? Cắt máu ông thầy. Trời ơi, cắt máu ông thầy thôi mà, đâu phải mổ bụng đâu chứ. Mời bà con đến đây chơi đi. Bà mới vừa mở đây. Ai muốn phá tài cứ đến đây chơi. Bà mới vừa mở đây không? Bà con ơi. Ủa, chào ông Đinh. Hôm nay đã đổi đến đây chơi. Mời ông Đinh, mời ông Đinh đến đây chơi. Bà con ơi.
Giới thiệu tất cả bà con nha. Đây là ông Đinh, con nuôi của ông Đinh Lục, người nổi tiếng khắp Thượng Hải. Ông Đinh này nổi tiếng là rất là giàu có, chỉ đến đây chơi cho vui mà thôi, không bao giờ thèm ăn tiền của casino này, thật ra lúc nào cũng thua hết. Rồi, xin mời ông Đinh bắt đầu lát nha. Mời người đem đặt vô. À, ông nên đặt tay. Người đẹp cũng đặt tay luôn. Được chưa? Lấy tay ra. Thua. Gì tới đây ông Đinh? Ông Đinh đổi ý đặt quá xỉu. Được chưa? Lấy tay ra nha. Thua nha. Thôi. 4, 5, 6, 15 luôn. Tài, lấy tiền của ông Đinh chung quá cho người đẹp nè. Rồi, bắt đầu nha. Đặt lên. Lát này. Vô. Rồi. Ông Đinh ơi, tài xỉu nên đặt thế nào nha ông ơi? Người đẹp đặt xỉu. Đây, người đẹp đặt xỉu. Xin mời ông Đinh tài xỉu. Ông Đinh cũng đặt xỉu theo người đẹp luôn. Người đẹp đổi ý, người đẹp không thích ông Đinh, người đẹp đặt quá tài. Rồi chưa, lấy tay ra nhấp da. Rồi chưa, thua nha. Thôi, 3, 4, 5, 12 nút. Tài, lại lấy tiền của ông Đinh chung qua cho người đẹp. Thôi rồi, ông Đinh hết tiền rồi, ông Đinh đi về. Ông Đinh. Trả lại tiền cho ông nè. Tiền gì vậy? Tiền tôi ăn của ông hồi nãy đó. Ừ. Ông đừng có ngại, nếu ông chịu giúp tôi một chuyện, tôi sẽ còn đưa cho ông gấp nhiều lần như vậy nữa. Hẹn gặp ông trưa mai tại khách sạn Thượng Hải. Thì ra cô là con của Phùng Trình Trình. Như tôi nhớ thì Phùng Trình Trình là con của Phùng Kính Nhiễu mà ngày xưa đã bị Hứa Văn Cường bắn chết phải không? Phải. Nhưng mà cô là con ruột hay là con nuôi? Con ruột. Vậy con ông? Dĩ nhiên là con ruột. Đinh Lực làm gì có con nuôi. Nhưng mà nè, cô nói với tôi kỳ này từ Pháp trở về đây là cô muốn trả thù cho ông ngoại của cô, có phải không? Phải. Bằng cách nào? Tôi sẽ bắn hắn một phát vô đầu, như ngày xưa Hứa Văn Cường đã bắn chết ông ngoại của tôi. Nhưng Hứa Văn Cường chết lâu rồi. Tôi biết, nên tôi mới tìm đến ông. Ông là con trai của Đinh Lực, chắc chắn ông sẽ biết về gia đình của Hứa Văn Cường. Dĩ nhiên là biết. Vậy ông có con gì không? Một trai một gái. Đứa con trai á, lúc 3 tuổi thì bị mũi cắn sốt xuất huyết mà chết. Vậy còn đứa con gái? Đứa con gái lúc vợ của hắn mang bầu á thì bị chữa trâu, sanh không kịp cho nên chết cả mẹ lẫn con. Nói vậy? Chết hết. Tiếc quá. Vậy là tôi không thực hiện được di chúc của mẹ tôi, là dùng nửa gia tài để mà trả thù cho ngoại của tôi. Nửa gia tài? Ừ. Thiệt là uổng. Nhưng mà này, không có con ruột có con nuôi được không? Con nuôi? Mới nhận à? Không phải, nhắc tới ngày là tôi giận.
Thằng này tuy là con nuôi của Hứa Văn Cường nhưng mà nó rất là phách lối. Nó đi tất cả những chốn ăn chơi, tên của nó là Hứa Văn Cường. Ông dàn xếp cho tôi gặp hắn được không? Được. Nhưng mà tôi đưa cho ông 1000 nè. Ông sắp xếp cho tôi gặp mặt hắn. Được. Tôi sẽ liên lạc với cô. Chào cô Phục. Đã đến rồi. Tối nay là vũ trường Thượng Hải. Tôi đã hẹn cho anh gặp chú Sáu Độ, là tay anh chị khét tiếng nhất của Thượng Hải này. Để tạo niềm tin với chú Sáu, tôi có mướn cho anh 4 tên cận vệ. Khi tới nơi, anh cứ bước thẳng tới cửa, rồi từ từ móc điếu xì gà ra, sẽ có người tới mồi thuốc cho anh. Lúc đó anh sẽ nói cảm ơn. Người đó sẽ trả lời không có gì thì đúng là ám hiệu. Tôi đã sắp xếp tất cả. Anh cứ vào trước gọi gái và rủ đắt tiền, tôi và chú Sáu sẽ tới sau. Nên nhớ anh là Hứa Văn Cường, con của Hứa Văn Cường đó nha. Xin hỏi mấy ông đi mấy người, có đặt bàn hay chưa? Ê, hổng hả mày? Mới vô làm hả? Mày không biết đây là ông Hứa Văn Cường, con nuôi con Hứa Văn Cường, người nổi tiếng nhất hiện tại ở đây. La. La là gì? Nói vậy mà giống người Thượng Hải. La. Hà la. Xin chào đại gia. Trời ơi, xin lỗi nha. Nhỏ nó vô nó không biết. Mời mấy ngài vô, mời vô. Ba lên, mời vô, mời vô. Cảm ơn. Nhiều quá vậy em. Này luôn. Uống rượu không? Ăn mấy cái này không lát đau bụng quá. Nhỏ lớn mới làm đại gia nha. Đã quá. Sao? Làm gì? Dễ thương ha. Hả? Hết rượu rồi hả? Thôi uống đủ rồi. Sao? Nữa hả? Kêu ra uống phụ nghe. Ê! Để kêu rượu cho uống. Dạ. Cho một chai rượu mắc tiền nhất ở đây. Dạ, đây ạ. Kêu ra uống chung ngang. Mình uống không nổi á. Em nữa nè. Lát nữa uống chung á nha. À cái này được á. Uống nữa. Ngon, cảm ơn. Thôi. Đi. Hả? Đi.
Ôi, con đau vậy? Hên là tôi về thoát ra ngoài. Trời ơi, tại sao hành động dại dột quá vậy? Cần thiết nói tôi mướn sát thủ bắn nó phát được rồi. Ý, đâu có được. Tại sao? Ngày xưa, ba của hắn là Quý Giang Cường giết chết ở ngoài của tôi bằng một viên đạn. Bây giờ, tôi sẽ khiến cho hắn chết thê thảm. Bây giờ có tính sao? Cho người nhấn nước nó đi. Tôi chỉ ngại. Tiền phải không? Đưa thêm cho anh 1000 nè. Ờ. Anh coi chừng. Coi chừng gì? Con làm là bảo. Anh coi chừng. Tôi nói anh coi chừng cái cục đèn. Ui, sao không chịu nói sớm? Mấy chị ăn sẵn cái chiều. Chứ mà hổ cái chiều. Ý với lão nhóm sẽ sẵn. Không có tiền mà lạc làm đại gia. Không có tiền mà bài đặt kêu rượu mất chết hả? Còn bài đặt nói là hứa văn cương đó hả? Còn tự xưng là con nuôi của hứa văn cường hả? Bữa nay tao cho mày đi gặp bác sĩ cường luôn. Nhìn cái mặt mình thì là tôi biết rồi. Nhưng mà tại sao nó không tới gì cả? Tôi biết là anh đang nghĩ tại sao tôi không tới chứ gì. Tôi với ông Sáu có tới nha. Nhưng mà tại vì ông Sáu thấy trong vũ trường lộn xộn cho nên ổng không vô. Có con nhỏ đâm chết người phải không? Ừ, nói cái gì? Đâm chết người? Người ta đẹp dễ thương như vậy mà đâm chết người gì? Anh đừng có nói với tôi là anh thích con nhỏ đó nha. Ừ, tại sao nó lại biết chuyện này ta? Nhìn thấy cái mặt của anh là tôi biết rồi. Nhưng mà anh biết là tôi không có tiền mà.
Tôi biết là anh không có tiền, nhưng không lẽ tôi với ông Sáu vô trả tiền cho anh? Rồi ông Sáu nhìn anh như thế nào? Tôi phải giữ thể diện cho anh chứ. Thể diện, thể diện. Bây giờ cái mặt tôi như vậy nè, anh nhìn thấy vui rồi phải không? Anh đừng có nghĩ là tôi vui nha, tôi cũng đau lòng lắm đó. Nhưng mà thôi, chuyện xui bỏ qua đi. Ngày mai ông Sáu hẹn hai đứa mình, anh tính sao? Gì đây? Tính gạt tôi nữa hả? Anh đừng có nghĩ là tôi gạt anh nha. Nếu anh nghĩ tôi gạt tôi anh á thì bỏ qua đi, coi như tôi không nói gì hết. Tôi đây à. Khoan đã, ngày mai mấy giờ? Như vậy mới là anh em chứ. Mấy bữa nay bận chuyện làm ăn, nhớ em lắm á. Ây da, bế sổ đà hoa là, nhìn xin lý xảm cho mùa, hẳn phải xảm tiền lý nha xe xảo chìa. Bậy không à, mấy nhỏ massage đó làm sao bằng bà chủ của anh được. Đâu nhẹ, đâu nhẹ. Sao mấy xe à? Anh có cô bạn gái, cũng muốn tổ chức sinh nhật cho ông xã ở đây. Em dặn mấy nhân viên á, khi nào mà thấy bà bưng cái bánh sinh nhật ra, đè nhấn nước ẩm. Ổng khoái chơi nhấn nước lắm. Em mà chiều được ý bà đó, bà sẽ cho em rất là nhiều tiền, nhớ không? Ồ, ý anh chân sự khờ ai à, chân hậu. Trời ơi, thương em phải lo cho em nhé. Có giờ anh có công chuyện anh phải đi. Come on, kiss me. Ủa, kiss me hả? Ẩm quá. Tắm đây nè. Ờ. Nước gì giống nước vo gạo vậy? Mày. Nước sữa đó. Sữa. Trời ơi sáng vậy. Tắm cho trắng da. Tắm đi. Ê. À. Mặt nát nữa gặp ông Sáu rồi tôi nói gì đây? Trời ơi, chuyện đó để tôi lo cho. Tôi tắm đi. Ẩm đâu rồi? Ờ. Để tôi ra ngoài tôi coi coi. Anh vô tắm trước đi nha. Làm gì cô vui quá vậy? Tôi nghĩ tới gương mặt của hắn lúc mà bị mấy cô gái nhấn nước ở trong phòng massage. Thiệt là tức cười, không biết tại sao mình lại bị như vậy.
Thiệt là tội nghiệp. Tội nghiệp gì? Lúc ba của nó giết ông ngoại của cô có tội nghiệp không? Nhưng hắn chỉ là con nuôi thôi mà. Con nuôi cũng giết. Hôm bữa cô nói với tôi vậy mà. Nhưng mà tôi thấy ảnh. Nè 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 nè, đừng có nói với tôi là cô thích nó nha. Mấy bữa đài tôi mệt lắm rồi đó. Không ấy mai mướn thằng sát thủ giết nó cái cho rồi đi. Ý đâu có được. Làm sao nữa đây? Anh không nhớ là tôi nói với anh hả sao? Vậy giờ cô muốn làm sao? Cho người đánh hắn đi. Tôi đưa anh thêm 1,000. Nhưng mà nhớ đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Đánh người mà nhẹ nhẹ. À hiểu rồi. Tôi ăn mày đi. Ê anh coi chừng. Nhẹ tay chứ gì. Biết rồi. Anh coi chừng. Có cục rè không có chừng. Tôi định nói là anh coi chừng con bò. Trời ơi, tại sao em chịu đối xử? Tôi nói với anh rồi nha, tối nay mà không được nữa, ngày mai tôi về Bắc Kinh, không có lại Thượng Hải nữa. Chắc chắn là được mà, yên tâm đi. Tôi với anh đi được rồi, tốn tiền mướn hai cần vậy làm gì? Đánh anh chứ làm gì? Đánh! Quýnh mày nè, chết mày chưa, quỷ cái. Đừng! Ông Hứa! Sao gì nó cũng chết rồi mà. Tôi xin lỗi ông. Ông Hứa. Xin lỗi ông Hứa ơi. Không ngờ lời nói của tôi mà làm cho ông như vậy nè. Thật ra tôi chỉ muốn gặp mặt ông thôi. Ông có nghe tôi nói gì không? Ông có nghe tôi nói gì không? Ông gạt tôi. Hai người gạt tôi. Cô Phương tại anh không à? Bày ra cái vụ này chứ vậy? Không bày ra vậy sao cổ nói thiệt với anh? Anh chiến lực của dẫn được kìa. Ê đợi tôi với. Đi cô Phương mới nghe tôi nói nè. Cô Phương hả? Đi. Ê gì đây, đừng làm ẩu nha. Anh đó. Tao kêu tụi mày đánh mà tụi mày thủ hoài vậy. Đánh. Chậu đó. Thả cô ra. Súng giả. Sao mày biết hay vậy? Tiền. Hai đứa bay nhúc nhích, tao bắn bể nát cái đầu con nhỏ này ra. Ê, đừng. Bây giờ ông muốn gì đây? Cái gì hả? Tao muốn con nhỏ này đem qua ly hộp sòn của tao trả lại cho tao. Và ly hộp sòn gì? Tôi đâu có biết. Mày không lấy hả? Mày đừng biết làm bộ. Tại trạm xe điện, tao lỡ xách lột qua ly của mày. Mày nói mày không biết hả? Hộp sòn của tao đâu? Thì ra ông là người lấy qua ly của tôi. Còn hộp sòn gì tôi đâu có biết. Tụi bay tính thông đồng, ăn cướp hộp sòn của tao hả? Không có dễ đâu. Đúng 12 giờ trưa, tại sông bài của ông Mười Kỳ. Tụi bay mà không tới, tới lấy cái mạng của con nhỏ này đi. Ê nè. Ê, đừng có nghĩ là tôi lấy nha. Anh không lấy thì ai lấy? Có một anh là cần gũi với cổ chức thôi. Nhưng mà tôi đâu có biết bịch vali hồng sòn gì đâu. Anh đừng có giỡn chơi nha.
chuyện chết người đó, đem trả cho người ta đi. Nè nè nè, đừng có coi thường tôi quá nha. Tôi không phải vì cái bệnh thục xoàn đó mà tham lam mà bán đứng anh em bạn bè vậy đâu. Như vậy chứ ai, ai vì nhận tiền người ta mà nhấn nước tôi? Tôi nhấn nước anh là tại vì tôi muốn giúp anh thôi. Giúp tôi? Có phải là anh nói là anh cầm tiền về quê giúp mẹ anh đang bị bệnh nặng không? Nè, tiền nhấn nước của anh nè. Xin mời đi. Nếu như đồng bọn của mày không đến trả cái vali hột xoàn cho tao thì mày đừng có trách. Tôi đã nói với ông rồi, vali hột xoàn gì tôi đâu có biết. Đồ lắm, tao nghĩ là mày đừng có ngu dại mà chịu chết một mình. Đồng bọn của mày sẽ không đến cứu mày đâu. Khốn hồn, thể khai ra cái vali hột xoàn của tao để ở đâu, tao sẽ thà chết cho mày. Tôi không biết, ông muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm hả? Chờ ăn hết trái chuối này thì mày sẽ biết tài tạo. Tới giờ rồi mà đọc bọn mày vẫn chưa thở. Nếu thắng được tao thì có thể bước ra khỏi đây, còn nếu không
Thì tụi bay giống như là trái chuối này. Bắt đầu. Dạng thứ nhất, đoạn mấy nút. Số 6 4, 5, 6 15 nút. 4, 5, 5 14 nút. Tụi mày chết chắc rồi. Tụi mày lăn đi. Mấy nút? 2, 3, 4 9 nút. Mở đi. Hay thiệt. Ông thiệt là hay quá. Quá hay luôn. Không giỏi làm sao làm 10 khỉ mày. Tính đập bàn cho hột xí ngầu nó nhảy hả? Hột xí ngầu nó nặng lắm, không có nhảy đâu con. Mở đi. 9 nút. Kỳ này tụi bay chết chắc rồi. Dạng thứ hai, nhỏ nút thắt. Tới quyền tụi bay. Lăn đi. Ôi lắc rõ hơn 3 con số 1 ông luôn. Tôi nghĩ là không có con số nào hết. Tại sao? Tại vì nó dính với mặt tôi rồi. Ủa? Trời ơi. Còn hộp nữa đâu? Dạng thứ ba, lớn nút thắng. Được. Thank you.
số 6. Mày đâu? Đem tụi nó ra bắn bỏ đi. Bắn đã. Tụi chưa mở mà. Mở cái gì? Còn số nào lớn hơn 3 con số 6 sao? Hơn ông một nút nè. Lắc xí ngọc. Từ đây vì sao? Tất cả những tụi bay không được đụng đến ba đứa tụi nó. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Tụi bay đi hết đi. Thì có thức chết mà. Người khỉ này chưa bao giờ thua ai. Bây giờ là thua ba đứa nhỏ đây. Vô. Không nhờ mưu kế của anh Cao thiệt. Ở bây giờ ông Mười Khỉ ông chết rồi á, ông cũng không biết cái bịch hột xoàn đó là hột xoàn giả anh mua ở tiệm cầm đồ. Thì cũng nhờ vào cái số hột xoàn đó cho nên anh bây giờ mới là chủ một casino lớn nhất thành phố Thượng Hải này, đúng không? cảm ơn. Riêng em lần này về Thượng Hải vừa nhất là quen biết được hai anh, là bạn với hai anh. Vậy hả? Vậy thì cạn ly. Cạn ly. Cạn ly cho tình bạn của chúng ta. Cạn ly. Tiếp nữa nha. Thôi, hôm nay em muốn nói với mấy anh là em phải đi về Pháp. Chúc mấy anh ở lại vui vẻ. Hẹn gặp mấy anh lại sau. Riêng anh, em có một kỷ vật muốn gửi lại cho anh. À, anh cũng có cái này muốn gửi lại cho em. Là bộ quá.